Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Trong chương trình thời sự tối nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Sơ kết thi đua 6 tháng, cụm thi đua 5 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Tốc độ phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hải Phòng đặt ra yêu cầu cấp bách trong việc triển khai giai đoạn 2 dự án mở rộng đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Tiếp tục củng cố xây dựng phát triển tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, nâng cao chất lượng đảng viên và các tổ chức đảng mới được thành lập. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Lãnh đạo thành phố Hải Phòng tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Với tinh thần và quyết tâm cao, trong 6 tháng đầu năm 2018, các thành phố trực thuộc Trung ương đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Nổi bật, thành phố Hà Nội thu ngân sách đạt 120.000 tỷ đồng, đạt 50,4% dự toán năm và tăng 19% so với cùng kỳ. Thành phố Hồ Chí Minh thu 183.465 tỷ đồng, tăng 8%. Thành phố Cần Thơ thu gần 8.300 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch. Thành phố Hải Phòng có tốc độ tăng trưởng đạt 16,03%, cao nhất từ trước đến nay, và tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tăng 7,54% so với cùng kỳ năm 2017. Theo đánh giá của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, 6 tháng đầu năm 2018, phong trào thi đua yêu nước của cả nước nói chung, năm thành phố trực thuộc Trung ương nói riêng tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, ngày càng thiết thực, hiệu quả, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế duy trì ở mức tăng trưởng khá, an ninh xã hội được bảo đảm, thu ngân sách vượt so với cùng kỳ, công tác quy hoạch đô thị được đẩy mạnh, cải cách hành chính và môi trường đầu tư được cải thiện. 6 tháng cuối năm 2018, cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị số 18 của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường công tác kiểm tra sửa đổi, ban hành quy định về công tác thi đua khen thưởng phù hợp với tình hình thực tế của mỗi thành phố, tiếp tục xây dựng, củng cố và giữ gìn an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đề nghị thời gian tới, các thành phố cần tập trung thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như của Thủ tướng Chính phủ, quan tâm xây dựng thành phố thông minh, ứng dụng công nghệ 4.0 để phát triển nhanh và bền vững, kịp thời phát hiện và biểu dương nhân rộng những điển hình tiên tiến, bảo đảm quốc phòng an ninh, đặc biệt tạo sự minh bạch và thống nhất trong thực hiện giao ước thi đua giữa các thành phố trong cụm. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm việc với đồng chí Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về kế hoạch triển khai các dự án mở rộng cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình và đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV. Là cảng hàng không quốc tế cấp 4E theo quy định của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, sau hơn 2 năm đưa vào sử dụng, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi đã đạt công suất hơn 2 triệu hành khách một năm. 6 tháng đầu năm 2018, tổng lượng khách đạt hơn 1,1 triệu lượt, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2017. Sản lượng hàng hóa đạt gần 7.700 tấn. Trước thực tế tốc độ phát triển kinh tế xã hội của Hải Phòng có những bứt phá trong những năm qua, lượng khách và hàng hóa qua cảng hàng không Cát Bi tăng cao. Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách trong việc triển khai giai đoạn 2, dự án mở rộng đầu tư xây dựng sân bay Cát Bi. Vì vậy, Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải danh mục các công trình cần đầu tư trong 5 năm giai đoạn 2017-2021 tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Các hạng mục quan trọng gồm dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 với công suất thiết kế 5 triệu hành khách một năm, nhà ga hàng hóa có công suất 100.000 tấn hàng hóa một năm, nâng cấp cải tạo sân đỗ máy bay khu vực nhà ga cũ và đường lăn W2 cùng nhiều hạng mục khác. Phía ACV mong muốn thành phố Hải Phòng ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để sớm khởi công xây dựng nhà ga hành khách T2 trong năm 2019. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ cho rằng cảng hàng không quốc tế Cát Bi hiện được xếp vào một trong những cảng hàng không có tốc độ tăng trưởng nhanh về hành khách và hàng hóa. Với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, dự báo đến năm 2030, lượng hành khách tại cảng sẽ đạt 13 triệu hành khách. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải khẳng định hiện công tác quy hoạch giai đoạn 2 của dự án đã được Thủ tướng phê duyệt vào tháng 3 năm 2018. Đây là điều kiện thuận lợi để triển khai xây dựng nhà ga T2
công suất thiết kế 5 triệu hành khách một năm. Công suất khai thác có thể đạt từ 7 đến 8 triệu hành khách. Phấn đấu quý tư năm 2020 sẽ hoàn thành dự án xây dựng nhà ga, đường băng sân đỗ, góp phần hoàn thiện hạ tầng đồng bộ hiện đại cảng hàng không Cát Bi. Đồng thời tin tưởng thành phố Hải Phòng sẽ tạo điều kiện giúp ACV trong công tác giải phóng mặt bằng triển khai dự án. Trân trọng cảm ơn Bộ Giao thông Vận tải đã quan tâm trong việc hoàn thiện hạ tầng đồng bộ hiện đại tại cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành khẳng định, cảng Cát Bi được đưa vào sử dụng đã góp phần thu hút đầu tư, phát triển du lịch và kết nối giao thông và liên kết vùng, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội Hải Phòng phát triển. Cái thứ nhất đấy là trong 3 năm trở lại đây thì cái tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hải Phòng thường là gấp 2-3 lần so với lại tốc độ tăng trưởng kinh tế chung của cả nước. Cái công nghiệp bây giờ đang tăng 25%, thu hút đầu tư trong vòng có hơn 2 năm nay là riêng FDI đã trên 5 tỷ rồi. Thế rồi thu hút các cái tập đoàn lớn ở trong nước về đầu tư, trong đó là có công nghiệp, có nhà máy ô tô VinFast, các cái doanh nghiệp nước ngoài từ Nhật Bản, Hàn Quốc về rất là đông. Cho nên là cái nhà ga hàng hóa mà đến bây giờ mình chưa xong ấy, mình chưa có mở được cái này thì cũng là rất bức xúc của các doanh nghiệp nước ngoài. Họ muốn là chuyển cái hàng hóa không qua cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Thì thủ tục chúng tôi cũng thúc đẩy, cũng mong là bộ đồng chí quan tâm cho. Thế rồi cái du lịch, báo cáo các ông chí là đến thời điểm hiện nay chúng tôi đã vượt cái kế hoạch đưa ra cho năm 2020 rồi. Cái du lịch phát triển rất là mạnh. Kết nối giao thông giữa Hải Phòng với Thái Bình, với Nam Định, với Quảng Ninh hiện nay bắt đầu hoàn thành. Thế rồi cái đường ven biển chúng tôi cũng đang triển khai rất là tích cực. Cuối 19 đầu 20 là khánh thành cái đường ven biển. Nói thế để thấy là cái nhu cầu để mà đáp ứng cái khách hàng qua cái sân bay Cát Bi là của cả vùng nó rất là thiết thực rồi. Thì tôi cũng mong các ông chí nghiên cứu kỹ cho tốc độ tăng trưởng và hành khách là phụ thuộc vào một là cái kết nối giao thông của địa phương với các vùng hiện nay rất tốt. Thứ hai là cái trung tâm của Hải Phòng vừa là cảng biển. Chúng tôi tính toán hiện nay cái sản lượng hàng hóa thông qua cảng cũng đã vượt con số đến năm 2020. Chúng tôi dự kiến là 110 triệu tấn. Thì hôm qua mới tổng kết cuối năm nay là đạt 110 triệu tấn. Như vậy là cái hàng hóa thông qua cảng Hải Phòng nó cũng thể hiện được cái tốc độ phát triển kinh tế của khu vực và của thành phố. Đối với lại thành phố Hải Phòng ấy, thì cũng đã có rất nhiều lần phân tích và tính toán và kiến nghị với bộ là cái nhà ga để mà đưa hàng hóa, đúng, nhà ga hàng hóa riêng ra, đồng chí làm cho nó rộng thêm, tính toán thêm chỗ này. Vì bây giờ cái phát triển công nghiệp của thành phố lớn mạnh như thế thì cái nhập tất cả các cái linh kiện điện tử từ các cái nhà máy và Hải Phòng rất là lớn, rồi xuất khẩu đi cũng rất là lớn, thì ta tính toán thêm cái nhà ga cho nó rộng lớn thêm. Cái điểm thứ hai đấy là cái công suất. Với cái đà như thế này thì tôi cứ tính là chỉ cần tăng 15% một năm thôi thì sau 5 năm nó đã gấp đôi. Thế rồi chúng ta phụ thuộc vào các cái tuyến bay nữa. Các đồng chí mở thêm cho các tuyến bay cho Nhật Bản, Hàn Quốc thì cái lượng khách tăng rất là nhanh. Thì cũng mong là chỗ này, mong các đồng chí làm cho. Bởi vì nếu mà chúng ta làm 2020 mới xong ấy thì rõ ràng là chỉ 2-3 năm sau ta lại phải tính lại theo cái sản lượng chúng ta dự báo nữa. Thì các ông chí tính cho có thể ngay lập tức các ông chí đầu tư luôn cả giai đoạn 1, giai đoạn 2. Hải Phòng là đô thị loại 1, trung tâm cấp quốc gia. Nên tất cả những cái định hướng về phát triển của thành phố hiện nay, tôi rút dần một số khu vực mà chỉnh trang đô thị để chuyển thành công viên. Thế rồi một số công trình bây giờ xây dựng ở cái đẳng cấp. Thì cũng mong rằng là cái sân bay, cái nhà ga hành khách đây thì các ông chí tính toán cho làm sao cho nó đảm bảo một cái công trình kiến trúc nó xứng tầm, cố gắng là ta làm ngay. Còn có những vấn đề gì thành phố cũng sẵn sàng hỗ trợ. Chúng tôi cũng đã từng đầu tư toàn bộ nhà ga, toàn bộ cái đường băng. Tinh thần của thành phố cũng sẵn sàng. Toàn bộ cái giải phóng mặt bằng chúng tôi sẽ tập trung cao, đảm bảo cho các ông chí phù hợp với lại cái tiến độ mà cũng thống nhất các ông chí là ta giải phóng mặt bằng trước. Trên cơ sở hai bên phê duyệt quy hoạch với nhau, thì các ông chí giao tôi làm chủ đầu tư. Đó. Thành phố sẽ chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng. Còn nguồn ngân sách thì tôi từ doanh nghiệp. Tôi sẽ chỉ đạo giải phóng mặt bằng để đảm bảo được cái tiến độ các đồng chí. Thì chỉ mong là có hai cái ý. Thứ nhất là cái quy mô của nhà ga, rồi cái công suất, những cái tốc độ nó vượt trội hiện nay về phát triển mọi mặt, cả công nghiệp,
cả về du lịch, cả về cảng biển, rồi cái kết nối giao thông với lại các địa phương khác, thì chúng ta nên có cái tính toán trước hơn so với lại cái công thức bình thường ấy. Thế còn quỹ đất dự phòng để làm cho lên đến 20 triệu thì ta tính sao? Nhưng mà làm một lần như thế này thì có thể cái giai đoạn này ta được 8 triệu. 8 triệu cộng với lại cái cũ nữa 2 triệu nữa thì là được khoảng 10 triệu. Thế còn thủ tục đấy thì cũng báo cáo với các ông chí là hiện nay là có hai đơn vị, một là ACV, hai là chỗ Vietjet cũng đã đăng ký. Thì mong là bộ có quan điểm cho nó dứt khoát. Vietjet cũng được và ACV cũng được. Như các ông chí cố gắng dứt điểm sớm vì cái việc này thành phố kiến nghị với Trung ương, rồi kiến nghị với Thủ tướng cách đây cũng đã hơn một năm. Tôi thay mặt cho lãnh đạo thành phố thì xin cảm ơn Bộ Giao thông. Các ông chí đã dành cái thời gian về làm việc với thành phố. Và chúng tôi cũng cam kết với các ông chí là tất cả những cái khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng thì thành phố sẽ đứng ra trực tiếp giải phóng mặt bằng kịp thời theo quy hoạch. Thế rồi rất là cảm ơn các ông chí cũng đã quan tâm tới cái việc tiếp tục đầu tư để mở rộng. Để phát huy hiệu quả khai thác ổn định và lâu dài cảng hàng không quốc tế Cát Bi, đồng chí Bí thư Thành ủy mong muốn Bộ Giao thông Vận tải tính toán kỹ lưỡng trong việc xây dựng nhà ga T2 cùng với quy hoạch, công suất, thì trong quá trình triển khai dự án cũng cần thiết kế kiến trúc công trình nhà ga mang biểu tượng đặc trưng và là điểm nhấn cửa ngõ ra vào thành phố đối với du khách trong nước và quốc tế. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 28 về củng cố xây dựng phát triển tổ chức cơ sở đảng đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, các hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết 6 tháng qua. Cùng dự có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố. Nếu như từ đầu năm đến nay có 12 tổ chức đảng, 85 tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập tại Hải Phòng được thành lập, thì cũng có 3 tổ chức đảng, 20 tổ chức công đoàn bị giải thể. Nhìn chung, các địa phương đơn vị đã tập trung nhiều giải pháp thực hiện nghị quyết. Tuy nhiên, chỉ tiêu về thành lập tổ chức đảng còn đạt thấp. Số lượng doanh nghiệp có đủ điều kiện để phát triển tổ chức đảng ở các quận huyện ngày càng ít. Công tác kết nạp đảng viên vẫn gặp khó khăn. Nhiều chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở ngoài công lập chưa nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò và lợi ích của việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể. Các ý kiến tại hội nghị đánh giá, số lượng là cần thiết, nhưng quan trọng là chất lượng của đảng viên và các tổ chức đảng mới được thành lập. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết 28 nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm, các cấp ủy đảng cần tiếp tục nâng cao nhận thức về việc triển khai nghị quyết, nhất là trong xu thế các doanh nghiệp ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập ngày càng phát triển, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của địa phương. Do đó, cần có hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả, tiếp tục ra soát, nắm tình hình đảng viên tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Đồng chí đề nghị các thành viên ban chỉ đạo phối hợp giải quyết ngay những vấn đề tồn tại, vướng mắc, nâng cao trách nhiệm, đổi mới cách thức hoạt động, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, qua đó triển khai nghị quyết một cách linh hoạt, phù hợp với thực tiễn tại cơ sở. Cần sớm thực hiện tái cấu trúc ngành thủy sản, triển khai hiệu quả các giải pháp của chính phủ nhằm để Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam. Trong bối cảnh hoạt động khai thác thủy hải sản Việt Nam bị cảnh báo là chưa kiểm soát được hoạt động khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sáng nay nhằm tìm ra các giải pháp khắc phục cảnh báo trên của Ủy ban châu Âu EC. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các bộ ngành địa phương quán triệt thực hiện tốt chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ. Yêu cầu từ nay đến 31 tháng 12 tập trung xây dựng hoàn thiện các thông tư nghị định để luật thủy sản 2017 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 được thực hiện đồng bộ hiệu quả. Cùng với đó, thiết lập cơ chế chỉ đạo điều hành thông suốt từ trung ương đến địa phương về phòng chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, gọi tắt là IUU, và triển khai các khuyến nghị của EC. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về chống khai thác IUU đến ngư dân, các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội nhằm ngăn chặn các hành vi khai thác bất hợp pháp. Trước đó, vào tháng 10 năm ngoái, khi Ủy ban châu Âu EC cảnh báo thẻ vàng đối với sản phẩm hải sản khai thác của Việt Nam, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU.
Đến nay, Việt Nam đã cơ bản nội luật hóa các quy định của quốc tế và khu vực về chống khai thác IUU trong luật thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn dưới luật. Tháng 5 vừa qua, đoàn thanh tra của EC đã kiểm tra, ghi nhận quyết tâm và nỗ lực của Việt Nam trong triển khai các hành động chống khai thác IUU. Dự kiến tháng 1 năm 2019 tới đây, đoàn sẽ quay lại kiểm tra lần cuối. Trên cơ sở đó, Ủy ban châu Âu EC sẽ xem xét vấn đề khắc phục thẻ vàng của Việt Nam. Chiều nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình, Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông thành phố, chủ trì hội nghị kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm công tác triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông 7 tháng năm 2018, thống nhất phương hướng nhiệm vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm. Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông thành phố, trong 7 tháng, thành phố xảy ra 58 vụ tai nạn giao thông, làm chết 48 người, bị thương 27 người, giảm gần 6,5% số vụ và 25% số người chết. Ngoài 9 địa phương đã kiềm chế giảm số người chết vì tai nạn giao thông, 5 địa phương còn lại là Lê Chân, Hải An, Thủy Nguyên, An Lão, Cát Hải có số vụ, số người chết vì tai nạn giao thông tăng cao. Công tác tuyên truyền được tập trung đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng tăng cường chuyên mục, thời lượng, tần suất phát sóng các thông tin về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đáng chú ý, tai nạn giao thông trên các tuyến đường tỉnh, khu vực nông thôn chiếm tỷ lệ cao, chiếm hơn 64% các vụ tai nạn, đường huyện xã đứng thứ hai với hơn 33%. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình ghi nhận và đánh giá cao trong thời gian vừa qua với sự cố gắng nỗ lực của các cấp ngành địa phương đơn vị, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố đã đạt nhiều kết quả tích cực, tai nạn giao thông được kiềm chế. Tuy nhiên, kết quả chưa thực sự bền vững, nguy cơ mất an toàn giao thông vẫn còn rất lớn. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Văn phòng Ban An toàn Giao thông thành phố, Sở Giao thông Vận tải, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố đôn đốc các đơn vị kiện toàn Ban An toàn Giao thông thành phố, ra soát các đề xuất kiến nghị của các sở ngành địa phương liên quan đến an toàn giao thông, báo cáo thành phố trước ngày 10 tháng 8. Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các địa phương lập bản đồ điểm đen về an toàn giao thông, từ đó phân rõ trách nhiệm của địa phương, sở, ngành của thành phố, đồng thời xác lập thứ tự ưu tiên để giải quyết. Các sở ngành địa phương tăng cường trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, xử lý. Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về ý thức tham gia giao thông, luật an toàn giao thông đến mọi tầng lớp nhân dân. Xây dựng kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời điểm diễn ra năm học mới. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố và Văn phòng Ban An toàn Giao thông thành phố phối hợp ra soát các kiến nghị liên quan đến kinh phí để giải quyết. Nhân ngày cả nước hành động vì nạn nhân chất độc da cam, sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Khắc Nam đã đi thăm và tặng quà một số nạn nhân chất độc da cam tại quận Ngô Quyền. Tới thăm gia đình ông Đặng Văn Nhặn, sinh năm 1954, hiện đang sống tại đường Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, là nạn nhân chất độc da cam đang chịu nhiều di chứng, không có khả năng lao động. Ông Nhặn có con gái sinh năm 1982, cũng là nạn nhân chất độc da cam, hưởng trợ cấp mức 1, bị dị tật từ nhỏ, gia đình phải chăm sóc hoàn toàn. Thăm gia đình ông Hà Văn Chứ, sinh năm 1945, tại đường Đà Nẵng, phường Lạc Viên, bị nhiễm chất độc da cam mức 3, có hai người con đều là nạn nhân chất độc da cam. Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Khắc Nam ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống, chế độ chính sách, động viên gia đình khắc phục khó khăn, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Thành phố luôn dành những chính sách ưu đãi tốt nhất cho các gia đình người có công nhằm chia sẻ những khó khăn mất mát đối với những người đã hy sinh một phần xương máu của mình cho đất nước. Là địa phương được lựa chọn thí điểm thực hiện chương trình trồng cây xanh phục vụ chỉnh trang đô thị trên toàn thành phố, những ngày này, cùng với đẩy nhanh tiến độ xây dựng ngõ ngách, quận Lê Chân đang tích cực triển khai phủ xanh một số tuyến phố, từng bước cải tạo diện mạo đô thị trên địa bàn. Phường Canh Dương là địa bàn có số cây xanh đăng ký trồng lớn nhất tại quận Lê Chân. Trong buổi sáng ngày hôm nay, các hố trồng cuối cùng trên đường chạy lẻ đã sẵn sàng cho những cây mới. Những cây không bảo đảm chất lượng đã được di chuyển, nhường chỗ cho những cây sinh trưởng tốt hơn. Sáng mai, 45 cây sấu và phượng vĩ thành phố hỗ trợ sẽ được trồng bổ sung dọc theo hai tuyến đường chạy lẻ và Ngô Kim Tài. Tuyến đường Nguyễn Tất Tố, khu khách sạn sinh viên hay các tuyến đường không có nhà dân cũng sẽ nhanh chóng triển khai trồng mới thêm nhiều cây xanh trong tuần tới. Đường phố chạy lẻ là nó không có cây. Thế vừa rồi mới làm xong cái đường thì không có cây, giờ chủ trương là thành phố với phường làm thì nói chung là nó đẹp mà cái đường xá nó đẹp đẽ mà nó mắt mẻ. Hòa chung với khí thế chung của thành phố thì Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cùng với lại các chi bộ rồi tổ dân phố chúng tôi đã triển khai ngay
và được sự đồng tình ủng hộ rất lớn của người dân. Và hiện tại thì chúng tôi sẽ theo kế hoạch sẽ tổ chức trồng khoảng gần 90 cây xanh trên địa bàn. Thế và sau khi mà tổ chức trồng xong thì sẽ giao việc trồng chăm sóc cho các đoàn thể cùng với lại tổ dân phố và nhân dân ngay tại khu vực đó để trực tiếp chăm sóc và đảm bảo cho các cây được sống và phát triển, xây dựng một cái môi trường cuộc sống xanh cho thành phố. Đến nay, 11 trên 15 phường trên địa bàn quận Lê Chân đã hoàn thành rà soát, chuẩn bị các hố trồng đủ tiêu chuẩn, sẵn sàng tiếp nhận cây xanh. Theo kế hoạch, sẽ có 441 cây sấu và phượng vĩ được quận Lê Chân trồng mới, bổ sung tại 25 tuyến đường ngõ, tạo cảnh quan và bóng mát cho người dân. Ngay trong sáng mai, 142 cây sấu và phượng vĩ đầu tiên sẽ được trồng tại nhiều tuyến phố, góp phần cải thiện diện mạo đô thị. Với sự hỗ trợ của thành phố, việc kiên cố hóa các tuyến giao thông nội đồng không những giúp các địa phương ứng dụng hiệu quả việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, xây dựng thêm nhiều vùng sản xuất tập trung cho giá trị kinh tế cao, mà còn khắc phục tình trạng bỏ ruộng trong điều kiện lao động nông nghiệp đang có xu hướng giảm dần. Hiện thành phố có hơn 20.340 hectare đất sản xuất được quy vùng thành các vùng sản xuất tập trung cho giá trị kinh tế cao, trong đó có 14.500 hectare đất trồng trọt, 312 hectare được quy hoạch thành các vùng chăn nuôi và hơn 5.500 hectare được sử dụng để phát triển nuôi trồng thủy sản. Tại các vùng sản xuất tập trung, giá trị sản xuất bình quân đạt trên 245 triệu đồng một hecta một năm. Với cơ chế hỗ trợ xi măng của thành phố, những năm qua, giao thông nội đồng tại các địa phương không ngừng được kiên cố hóa, nhờ đó phát huy hiệu quả việc cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Địa phương là rất là quan tâm, là động viên nhân dân là tiếp nhận cái nguồn hỗ trợ của thành phố, rồi động viên nhân dân là đóng góp để coi như là cùng với nhà nước và nhân dân cùng làm. Nói chung là nhân dân cũng rất là phấn khởi tiếp nhận cái nguồn xi măng của thành phố hỗ trợ trong năm 2017 và 2018 này. Việc kiên cố hóa các tuyến giao thông nội đồng còn góp phần giúp các địa phương giảm thiểu tình trạng nông dân bỏ ruộng. Cố gắng hết sức để cho nhân dân không thể bỏ ruộng mà cho người ta phải thiết tha với đồng ruộng. Thì cũng mong muốn là trên kết hợp là để đầu tư vào cho cái vấn đề nội đồng để cho bà con đi lại nó dễ dàng mà cái canh tác nó tốt hơn. Thực hiện chương trình hỗ trợ xi măng thi công đường giao thông nông thôn của thành phố, thời gian qua các địa phương đã đẩy nhanh tiến độ các công trình, tuy nhiên mưa kéo dài trong nhiều ngày qua đã khiến việc thi công bị đình trệ. Khó khăn của địa phương bây giờ là cái thời tiết, cơ bản cái thời tiết chưa ủng hộ cho nên mà là chưa thể thi công được. Hiện một số địa phương đã tiếp nhận xi măng nhưng chưa thể thi công đường trong điều kiện thời tiết xấu, đặc biệt với các tuyến đường nội đồng. Công tác tuyên truyền vận động đang được các địa phương tích cực triển khai, bảo đảm đẩy nhanh tiến độ các công trình ngay khi thời tiết thuận lợi. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Cát Hải đã tổ chức đối thoại với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, khu vực cảng cá Cát Bà về công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, thực hiện chủ trương di chuyển hoạt động của cảng cá Cát Bà về cảng cá Chân Châu, xung quanh vấn đề đền bù hỗ trợ vận chuyển, chuyển đổi công việc, thu hồi đất thuê trước thời hạn và duy trì mức sống của người dân khi chuyển sang cảng cá mới. Các chính sách tốt nhất cho người dân sẽ vận dụng tối đa trên cơ sở quy định của pháp luật để bảo đảm quyền lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp tại khu vực cảng cá Cát Bà. Hiện nay cảng cá Cát Bà đang bị xuống cấp, phần lớn các hạng mục công trình đã xuống cấp nghiêm trọng. Do đầu tư chưa đúng yêu cầu và công năng khai thác nên trong quá trình sử dụng đã bộc lộ nhiều hạn chế. Ngoài ra, cảng nằm ở vị trí chịu sự tác động mạnh của các điều kiện môi trường khắc nghiệt. Việc di rời cảng cá Cát Bà về cảng cá Chân Châu nhằm phục vụ triển khai thi công nhà ga cuối cùng, dự án cáp treo từ Phú Long đi Cát Bà, phát huy tiềm năng du lịch quần đảo Cát Bà gắn với bảo vệ môi trường. Thực hiện chủ trương cải tạo và chỉnh trang đô thị, trong thời gian này, cùng với nhiều tuyến đường ngõ phố được cải tạo nâng cấp và hệ thống cây xanh được thay thế trồng mới, hệ thống hạ tầng mạng cáp thông tin trên nhiều tuyến phố cũng đang được tích cực chỉnh trang và sắp xếp lại, góp phần cải thiện mỹ quan đô thị trên nhiều địa bàn. Những bó dây cáp viễn thông tại ngõ 152 Hàng Kinh, phường Hàng Kinh, quận Lê Chân vừa được bó gọn. Mong mỏi của cử tri nhiều năm qua đã được thực hiện. Sau khi được sự quan tâm của Đảng ủy Ban Nhân dân, rồi là Ủy ban Nhân dân thành phố và tất cả các ban ngành, thì đã bó gọn lại được, thì nhân dân rất là phấn khởi. Sau khi khảo sát thực tế, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì với Ủy ban Nhân dân quận Lê Chân, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Hải Phòng, các doanh nghiệp viễn thông truyền hình cáp để thống nhất phương án chỉnh trang, bó gọn cáp tại các tuyến ngõ trên địa bàn phường Hàng Kênh. Sau một tháng, các đơn vị đã triển khai tại 47 ngõ và 43 ngách trên địa bàn phường với tổng chiều dài gần 14 km. Sau khi nhận được cái ý kiến của
các cái đơn vị thì phường cũng đã vào cuộc cùng với tổ dân phố là tham gia giám sát để cùng với các cái đơn vị là đảm bảo được đúng với yêu cầu của nhân dân là bó gọn và để cho nhân dân là tham gia giao thông được thuận lợi hơn. Tại khu đô thị Vinhome Imperia, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, dây cáp viễn thông treo ngang qua các tuyến đường tiếp giáp với khu đô thị đã được tháo dỡ. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ đạo chỉnh trang ngầm hóa cáp ngoại vi viễn thông thành phố, việc quy hoạch hạ tầng giao thông đô thị thời gian qua đã được các địa phương tập trung chỉ đạo bảo đảm đồng bộ, hạn chế tình trạng đào săn lấp bừa bãi như những năm trước. Thời gian tới, các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác phối hợp tổ chức đợt ra quân bó gọn các thông tin, nhất là tại các khu vực trung tâm và các tuyến đường kiểu mẫu, ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn thành phố, góp phần chỉnh trang đô thị cũng như bảo đảm an toàn cho người dân, an toàn trong quản lý lưới điện và thông tin liên lạc. Đóng góp vào chỉ số tăng trưởng công nghiệp 24% trong 7 tháng đầu năm phải kể đến vai trò của 31 nhóm ngành chủ đạo, nhưng vẫn còn 20 nhóm ngành có chỉ số sản xuất tiếp tục giảm, trong đó có ngành đóng tàu và cấu kiện nổi. Thông tin sẽ có trong phần tin vắn sau đây. Trong tháng 7, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng hơn so với tháng trước và tăng 26,7% so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng đầu năm, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp vẫn duy trì mức tăng trưởng cao, ước tăng hơn 24% so với cùng kỳ. Các ngành sản xuất thiết bị truyền thông, sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao, may trang phục, sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng tiếp tục có đóng góp lớn vào tốc độ tăng trưởng chung của công nghiệp thành phố. Có 31 ngành có chỉ số sản xuất tăng so với cùng kỳ. Trong đó ngành sản xuất thiết bị truyền thông tăng hơn 128,5%, ngành sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng tăng hơn 96,8%, ngành may trang phục tăng hơn 80%, ngành sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng tăng hơn 59,6%. Sở Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức về bảo đảm an toàn thông tin, nâng cao nghiệp vụ bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ, các biện pháp kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin. Bên cạnh đó là các kỹ năng nâng cao về công tác giám sát hệ thống thông tin, các giải pháp công nghệ giám sát an toàn mạng, theo dõi phát hiện cảnh báo sớm, điều tra, thu thập chứng cứ về các nguy cơ, sự cố, dấu hiệu tấn công đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin của các đơn vị. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố vừa tổ chức hội thi cán bộ hội phụ nữ giỏi năm 2018 với các phần thi về kiến thức công tác hội, ứng xử, xử lý tình huống và năng khiếu. Hội thi là dịp để cán bộ hội phụ nữ giao lưu học hỏi, trao đổi, chia sẻ kiến thức, rèn luyện kỹ năng kinh nghiệm công tác hội và xây dựng gia đình hạnh phúc, thiết thực hưởng ứng phong trào phụ nữ quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc. Chi cục quản lý thị trường thành phố vừa phối hợp với cơ quan liên quan xử lý tiêu hủy một lô hàng mỹ phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ, bao gồm bột sữa tắm, kem dưỡng da, gồm xịt tóc, kem tẩy trang, sữa rửa mặt, xịt trị bỏng, dầu gội. Lô hàng đã bị kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính gần 30 triệu đồng vào cuối tháng 7 vừa qua, trước khi được xử lý tiêu hủy theo đúng quy định và vệ sinh môi trường. Lực lượng chức năng vừa tiến hành kiểm tra xử lý vi phạm đối với các chủ phương tiện tự ý thay đổi kích thước thành thùng của phương tiện cơ giới. Đây là một trong những giải pháp quyết liệt để khắc phục tình trạng xe chở hàng quá tải trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đây là 3 chiếc xe tải đang được đội cảnh sát giao thông số 4, phòng cảnh sát giao thông bộ sắt tạm giữ do vi phạm kích thước thành thùng. Chiều cao lòng thùng thực tế vượt gấp 3 lần so với hồ sơ kỹ thuật. Như vậy nếu chở đầy hàng thì tải trọng của xe sẽ vượt gấp 3 lần so với tải trọng ban đầu. Từ đầu năm đến nay, các đội trạm thuộc phòng cảnh sát giao thông bộ sắt đã tăng cường rà soát, yêu cầu các doanh nghiệp cá nhân ký cam kết tự giác cắt bỏ phần cơi nới thành thùng xe, chở hàng hóa đúng với tải trọng quy định. Bên cạnh việc chấp hành nghiêm túc của hầu hết chủ phương tiện thì vẫn còn không ít trường hợp cố tình vi phạm. Theo lực lượng cảnh sát giao thông, nguyên nhân dẫn tới các vi phạm trên là do ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của không ít chủ phương tiện chưa cao, vì lợi nhuận mà sẵn sàng vi phạm. Thì qua công tác kiểm tra thì đã phát hiện xử lý các cái xe có cái cơi nới thành thùng quá chiều cao cho phép, phối hợp với đăng kiểm 1502V để cùng kiểm tra cho về vị trí ban đầu, và hai là cũng cam kết là không để tình trạng cơi nới thành thùng xe và cũng không để vi phạm. Thời điểm cuối năm, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.